Mai Phương ngày càng mất điểm, Miss World 2023 tung dàn thí sinh đại diện Việt Nam bít cửa. Tháng 5 tới đây, cuộc thi Miss World 2023 sẽ được chính thức khởi động. Có thể nói, bên cạnh Miss Universe, thì Miss World cũng là một trong những đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới. Để giành được chiếc vương miện xanh cao quý của Miss World, các người đẹp không chỉ phải sở hữu nhan sắc lộng lẫy, mà profile và dự án nhân ái cũng phải thuộc dạng khủng. Cũng vì vậy, đại diện tham gia Miss World đến từ các quốc gia, đặc biệt từ các cường quốc sắc đẹp khi công bố, đều khiến khán giả quốc tế phải trầm trồ. 1. Hoa hậu Pháp Clémence Bontino. Clémence Bontino tuy chỉ dừng chân tại top 10 Miss Universe 2021, nhưng cô lại là một cái tên làm khuynh đảo rất nhiều các bảng xếp hạng lớn nhỏ của cuộc thi năm đó. Nhiều chuyên gia sắc đẹp còn dự đoán cô sẽ đăng quang ngôi vị hoa hậu. Năm nay, Clémence Bontino 26 tuổi, cô đăng quang Miss Run 2020, sở hữu chiều cao 1m75 cùng nhan sắc xinh đẹp quyến rũ. Cô có bằng khoa học, một bằng cấp học thuật quốc gia ở Pháp. Clémence Bontino lấy bằng thạc sĩ ngành lịch sử nghệ thuật. 2. Hoa hậu Nam Phi Davi Nokari. Thêm một cô gái đã từng dự thi Miss Universe sẽ đại diện Nam Phi tiếp tục chinh chiến tại Miss World 2023, chính là Davi Nokari, Hoa hậu Nam Phi 2022. Không chỉ mang về thành tích ấn tượng tại Miss Universe, mà cô gái này sở hữu khả năng nuốt bít điêu luyện cùng profile cá nhân nghe thôi cũng sáng ngợp. Mỹ nhân sinh năm 2000, gây ấn tượng với tấm bằng cử nhân ngành quản lý đầu tư. Song cô còn là thành viên của Ủy ban Khoa học và Quản lý Kinh tế của Đại học Pretoria. Davi làm việc cho Allegrace Proprietary Limited ở Western Cape, Nam Phi với tư cách là nhà tư vấn cấp cao được chứng nhận. Với những thành tích này, cô đã được gọi tên vào top 16 Miss Universe 2022. 3. Hoa hậu Ấn Độ Sini Sethi. Miss World India 2023, Sini Sethi được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chiếc vương miện tại cuộc thi Miss World lần thứ 71. Sini Sethi sinh năm 2001, tốt nghiệp bằng cử nhân tài chính kế toán và hiện đang theo học một khóa học chuyên nghiệp để trở thành chuyên viên phân tích tài chính. Bên cạnh học vấn ấn tượng, nàng hậu này lại cực kỳ tài năng khi bắt đầu học khiêu vũ từ năm 4 tuổi và hoàn thành khóa học nhảy Arasutram và Bharatanatyam khi cô ấy mới 14 tuổi. Cô được nhiều người khen ngợi là có nhan sắc xinh đẹp không kém gì với Miss Universe 2021 Hana Sandhu. Nàng hậu sở hữu chiều cao 1m77 cùng tỷ lệ cân đối, giúp cô có thể phù hợp với mọi loại outfit và phong cách đa dạng. Ngoài ra, cô nàng có đam mê với khiêu vũ. Cô bắt đầu khiêu vũ từ năm 4 tuổi và hoàn thành khóa học nhảy Arangritam và Bharatanatyam khi cô ấy mới 14 tuổi. Trong khi đó, Mai Phương ngày càng mất điểm. Có nhiều ý kiến không muốn cô đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi này. Thêm vào đó là tìm một đại diện khác. Lý do vì thời gian gần đây, hình ảnh của nàng hậu đã giảm sút trầm trọng trong lòng khán giả. Hơn 5 tháng đăng quang, Mai Phương đã vướng phải rất nhiều tranh cãi không đáng có. Đầu tiên phải kể đến việc cô nàng quyên góp vương miện chỉ sau hơn 1 tháng đăng quang. Quyết định này của nàng hậu đã nhận về nhiều chỉ trích của netizen. Đáng chú ý, Mai Phương đã bật khóc nức nở sau khi tháo vương miện để quyên góp, khiến nhiều người càng thêm bối rối. Đỉnh điểm của lùm xùm là nàng hậu đã được trả lại vương miện ngay sau khi vừa tháo ra. Tiếp đến, Mai Phương bị ném đá khi có những hành động đùa quá trớn với á hậu Phương Nhi. Xuất hiện trên livestream của Hoa hậu Lương Thùy Linh, Mai Phương bất ngờ tỏ ra khó chịu với Phương Nhi, khiến cho netizen vô cùng bất ngờ. Tuy nhiên, nàng hậu đã giải thích rằng cô và Phương Nhi là hai chị em thân thiết nên có nhiều hành động vô tư. Điều khiến fan sắc đẹp thất vọng nhất chính là việc Mai Phương vô tư nhảy nhót cùng với hot TikToker Lê Bóng. Dù nàng hậu có rất nhiều tài lẻ, nghệ thuật, nhưng việc cô vô tư múa mai quay cuồng khiến cho hình ảnh bị ảnh hưởng không ít. Gần đây nhất, Miss World Việt Nam 2022 đã sử dụng bài hát Chinese New Year để chúc Tết Nguyên Đán trên trang cá nhân. Hành động này đã khiến cô nhận về vô số gạch đá ngay trong đêm giao thừa. Nhiều khán giả yêu cầu ban tổ chức Miss World Việt Nam tước vương miện của Mai Phương với hành động thiếu suy nghĩ trên. Với những tranh cãi này, dân tình cho rằng người đẹp sinh năm 1999 khó lòng có thể lọt top trong cuộc thi Miss World, một đấu trường nhan sắc vô cùng khốc liệt. Dù Mai Phương đã lên tiếng xin lỗi nhưng vẫn chưa đủ để xoa dịu dư luận.